Chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cách dựng phim trên điện thoại di động. Ở đây thì chúng tôi dùng máy iPhone và dùng cái phần mềm iMovie để dựng phim. Khi các bạn nhấn vào cái biểu tượng iMovie thì nó sẽ hiện ra cái màn hình như thế này vì tôi đã sử dụng dựng rất là nhiều các dự án nên nó hiện các dự án cũ và các bạn nhấn vào dấu cộng thì nó sẽ hiện ra một cái hình đấy là dự án mới ở cái cửa sổ dự án mới này thì nó có hai phần phần thứ nhất thì cho các bạn dựng được những cái đoạn phim như mong muốn ví dụ bạn có thể dựng một cái phóng sự bạn dựng một cái clip theo cái tư duy của bạn còn phần thứ hai là dựng trailer. Trailer là những cái đoạn phim mà người ta đã dựng để làm thành những cái đoạn quảng cáo. Và cái này thì nó có những cái form có sẵn và bạn chỉ cần thích cái form nào thì bạn nhấn vào cái form đó, sau đó là máy sẽ cho bạn là thiết lập các cái nội dung theo yêu cầu của bạn. Bạn có thể thay từ ngữ, cái chữ hiện ra như thế nào, bạn cũng có thể thay các cái cảnh của bạn vào trong đó và nó được đúng cái form và cái nhạc người ta đã thiết lập từ trước. Bây giờ thì chúng ta cùng thực hiện cái chức năng dựng phim. Các bạn hãy nhấn vào cái cửa sổ phim và cái cửa sổ sẽ hiện ra như thế này. Ở bên trái thì hiện ra một cái cửa sổ nó cho các bạn nhìn thấy các cái kho lưu giữ ở trong điện thoại của các bạn một phần là tất cả nó bao gồm là hình ảnh và các video một phần là chỉ có hiện ra riêng video một phần là chỉ có riêng ảnh thì đấy là những cái nơi mà các bạn có thể lấy các cái dữ liệu chất liệu để đưa vào dựng phim nếu bạn muốn bắt đầu dựng phim bằng một cảnh video thì bạn vào kho video và lúc này thì nó hiện ra rất nhiều các cái đoạn video có ở trong máy điện thoại của bạn. Bạn chỉ cần nhấn vào cái đoạn video nào đó và bạn nhấn vào dấu cộng thì tự động cái video đó sẽ được chuyển vào trong cái timeline của cái dự án dựng phim của bạn. Và cứ tiếp như vậy, bạn nhấn tiếp vào dấu cộng, bạn lại tìm đến cái đoạn video bạn muốn thêm vào và bạn nhấn vào dấu cộng, nó lại được chuyển cái đoạn video đó và mỗi cái đoạn này nó tương đương với một cảnh quay mà các bạn đã quay để ở trong thư viện sau đó các bạn hoàn toàn có thể bấm cái nút play để xem lại các cái cảnh đó như thế nào thế thì giữa hai cái nối của cảnh nó có thể có những cái cách chuyển khác nhau ví dụ chuyển cắt cảnh tức là cạnh nọ chuyển thẳng sang cảnh kia thứ hai là người ta có thể là cho bạn cách chuyển là chồng mờ từ cảnh này chồng mờ cảnh kia và bạn muốn thay đổi thì bạn hãy nhấn vào cái mối nối ở trên đường tham lai đó và bạn nhấn vào cái cách chuyển cảnh mà mình mong muốn nếu bạn muốn thay đổi độ dài của một cảnh thì bạn nhấn vào cảnh đó cho nó hiện lên màu vàng sau đó bạn lấy hai đầu ngón tay một đầu ngón tay bạn có thể kéo đẩy d vào hoặc kéo ra cho cái độ dài của cái cảnh đó phù hợp như bạn mong muốn